Thế thì tôi mới ra chỉ tiêu. Nếu như anh nào mà lấy vợ sớm thì bác sẽ cho một chuyến du lịch Singapore, Malaysia 5 ngày đầu tiên. Uy tín luôn, nhà có tận 3 anh con trai không chịu lấy vợ. Bố trao giải cực khủng cho anh nào thoát ế trước. Động lực là đây chứ đâu. Sau dịp Tết vừa rồi, hẳn là nhiều thanh niên đến tuổi cập kê đã được nghe rát tai bài ca Bao giờ cho ăn cỗ. Gia đình nọ cũng vậy, có tận 3 anh con trai lớn mà vẫn độc thân, nên bố mẹ ngoài cỗ ra còn bày sẵn phần thưởng cực khủng, khiến ai nấy bất ngờ. Báo cáo với cả hội hôn, nhà mình, nhà tôi thì lại được 4 thằng con trai. Một thằng lấy vợ rồi, còn 3 thằng cứ ngỗng như ngỗng, không chịu lấy vợ. Thế thì tôi mới ra chỉ tiêu. Nếu như anh nào mà lấy vợ sớm thì bác sẽ cho một chuyến du lịch Singapore, Malaysia 5 ngày đầu tiên. Thế thì đánh các bác, thế thì ba con cả con Hoàng này, con các bạn đến trên này để nhận. Thế là để xem là các bạn đấy, trai lớn thì lo ấy vợ thì bà bây báo cáo cả. Bây giờ còn hai con nữa. Đấy, thế thì bây giờ là bác nói chung là Vân sẽ là người đầu tiên được giải. Vâng. Anh ạ, đây là các món quà là vé du lịch Singapore, Malaysia 5 ngày 4 đêm để chúc hai cháu tuần tuần trong bậc tại nước ăn gì chúng ta nhé. Nó ở cái tầm chất. Thế mà người ta cứ bảo tam nam bất phú, phú quá trời phú rồi, chỉ có bố mẹ bất lực trước đường tình duyên của các con thôi. Chị em nào nhanh trí xin ngay info hai ông anh con trai còn độc thân của nhà chú nào, uy tín luôn nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Thắm TV, tiếp tục like, share và subscribe để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.